Mình chào quý cô chú anh chị em ha, tiếp tục đến nhà vườn của em My nha, sẽ có một số hoa giấy siêu bông quý anh chị em ghép nhiều màu muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Còn dạ, nha My. Em mến chào anh Thái, em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Thái ha. Thì trước hết em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi ha. Thì địa chỉ nhà vườn của em là Tăng Khánh Trung, Lấp Giò, Đồng Tháp, số điện thoại cũng như là số Zalo của em là 0907 426 576. Rất mong clip hôm nay được quý cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ em ha. Thì không làm mất thời gian em sẽ lên mã số 1 ha quý cô chú anh chị. Cây 4 màu 2 tầng quý anh chị em. Tán ngang em đo được là 55. Chiều cao là 1m02. Hoành đo đây là hoành 14 heo của chú anh chị. Hoành 14. Cây mã số 1 này em xin giao lưu là 350 heo của chú anh chị. Em đã bao phí ship cho mình rồi ha. Số đế cao. Cây 4 màu gồm có cẩm thạch tím siêu bông, cẩm thạch tím lục bình, cẩm thạch hồng và cẩm thạch trắng quý anh chị em. Cây rất là đẹp ha. Dạ, mã số 1. Em lên cho mình mã số 2 là một cặp heo của chú anh chị. Cặp mini Red Visa ha, hoa đỏ. Hoa rất là sáng quý anh chị em. Tán em đo được là 45. Chiều cao là 55. Hoành em đo là hoành 12 ha. Cây bên đây em đo là tán là 47. Chiều cao là 58. Hoành là hoành 14 ha. Thì một cặp này em xin giao lưu với mức giá là 250 ha của chú anh chị. 250 cho mã số 2. Em đã bao phí ship cho mình rồi ha. Nên cho mình mã số 3. 5 màu kép quý anh chị em, kép chùm ha. Cây hôm nay đang chớm búp à. Tán ngang là 54. Chiều cao là 77. Hoành em đo vị trí này là hoành 16 ha. Thì mã số 3 này em xin giao lưu với mức giá là 320 heo của chú anh chị. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. 5 màu kép gồm có màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu vàng và màu trắng phớt hồng quý anh chị em. Dạ, em có đánh dấu băng keo 5 màu heo của chú anh chị. Em lên mã số 4. Một cây cẩm thạch nhiều màu quý anh chị em, siêu bông. Tán ngang 71. Chiều cao 70. Hoành là hoành 20. Thì mã số 4 này em xin giao lưu với mức giá là 380 heo của chú anh chị. 380k. Em đã bao phí ship cho mình rồi ha. Gồm có cẩm thạch hồng, cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím tuyết, cẩm thạch tím siêu bông. Trước mắt là 4 màu anh chị em. Yeah. Cẩm thạch tím lục bình. Em lên cho mình mã số 5 ha. Là một cặp luôn. Một cây tím bướm và một cây Red Visa. Tán em đo được là 42. Chiều cao là 53. Hoành là hoành 11. Cây bên em đo là tán là 41. Chiều cao là 53. Hoành là hoành 14. Thì mã số 5 này cặp này em xin giao lưu là 250 heo của chú anh chị. Em đã bao phí ship cho mình rồi ha. 250 cho mã số 5. Em lên cho mình mã số 6. Vẫn là cẩm thạch nhiều màu. Tán là 66. Chiều cao là 71. Hoành là hoành 13. Mã số 6 này em xin giao lưu với mức giá là 380 heo của chú anh chị. 380 cho mã số 6. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Cẩm thạch 4 màu anh chị em. Em lên cho mình mã số 7. Một cây tím bướm à, form gom. Tán là 53. Chiều cao là 84. Hoành là hoành 15. Mã số 7 cây tím bướm này em xin giao lưu là 350 heo của chú anh chị. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha, mã số 7. Em lên cho mình mã số 8. Kép chùm 5 màu anh chị. Tán là 50. Chiều cao là 81. Hoành là hoành 11. Cái mã số 8 này em xin giao lưu là 300 ha. Em mới cắt kê thì nó cũng đang lên hoa heo của chú anh chị. Đang lên búp đồ bánh chèm. Này về là có hoa chơi ha. Dạ. Kép 5 màu. Em lên mã số 9. Cây Red Visa hoa đỏ. Tán là 70. Chiều cao là 85. Dòng này cực kỳ xa hoa bánh chèm. Hoành em đo là hoành 20 ha. Thì mã số 9 em xin giao lưu là 400 heo của chú anh chị. 400 cho mã số 9. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Rồi mình mã số 10.
Tím tuyết lá cẩm thạch với dòng cực kỳ sai bông quýnh vậy em. Tán là 65, chiều cao là 74, hoành là hoành 16. Thì mã số 10 này em xin vô lưu là 350 ha cô chú anh chị. 350 em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Dòng này tự nó làm tàn quýnh cho em. Mỗi đợt hoa nó ra muốn tàn cái bắt đầu nó đâm cơ búp lên tiếp tục, siêu bông. Mã số 10. Em lên mã 11. Tán là 66, chiều cao là 94. Ok, tím bướm à. Hoành là hoành 19. Mã 11 này em xin vô lưu là 380 ha cô chú anh chị. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Em lên cho mình mã 12. Cẩm thạch tím siêu bông, cây đang lên cơi. Tán là 46, chiều cao là 71, hoành là hoành 18 ha. Thì mã 12 này em xin giao lưu với mức giá là 330 ha quý cô chú anh chị. Lên cho mình mã 13. Ok, ghép chùm 5 màu anh chị em. Tán là 44, chiều cao là 72, hoành là hoành 13. Mã đang 13 em xin giao lưu là 300 ha quý chú anh chị. Đang vô cơ búp à. Cây mới cơi. 300 cho mã 13. Em lên cho mình mã 14. Tán là 66, chiều cao là 92, hoành là hoành 16. Mã 14 em xin giao lưu là 350 ha quý chú anh chị. 350 em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Một cây rượu vang một cốt quý anh chị em. Em lên cho mình mã 15. Cẩm thạch nhiều màu quý anh chị em. Tán là 63, chiều cao là 73, hoành là hoành 20. Mã 15 này em xin vô lưu là 380 ha quý chú anh chị. 380 cho mã 13 em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Gồm có 15. Cẩm thạch tím lục bình, cẩm thạch hồng, cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím tuyết. Rồi em xuống mã 15 ha quý chú anh chị. 4-5 màu quý anh chị em. Lên mã 16. Một cây trắng tiết, trắng tinh khiết ha. Tán là 59, chiều cao là 65, hoành là hoành 14 ha quý cô chú anh chị. Mã 16 này em xin giao lưu là 230 ha. Em lên cho mã 17. Tán là 62, chiều cao là 85, hoành là hoành 17. Mã 17 này em xin giao lưu mức giá là 360 ha quý cô chú anh chị. 360 cho mã 17. Một cây hồng tiết đang đặt bông quý anh chị em. Em đã bao phí ship luôn rồi ha. Dòng sai bông. Em lên mình mã 18. Kép chùm 5 màu tiếp tục. Tán là 61, chiều cao là 65. Lên búp chi chích cho trơn quý anh chị em. Hoành là hoành 13. Mã 18 này em xin giao lưu là 300 ha quý chú anh chị. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Em lên mình mã 19. Cẩm thạch nhiều màu. Tán là 63, chiều cao là 94, hoành em đo đây là hoành 12 ha. Thì mã 19 này em xin giao lưu là 380 ha của chú anh chị. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi. 380 cho mã 19. 4 màu cẩm thạch lên chị em. Em lên mã 20. Tán là 60, chiều cao là 69, hoành là hoành 19 ha. Mã 20 em xin giao lưu 360 ha của chú anh chị. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Tím tiết lá cẩm thạch phơm tròn à. Em lên mình mã 21. Tán là 35, chiều cao là 74, hoành là hoành 13. Mã 21 này em xin giao lưu 300 ha của chú anh chị. Em đã bao phí ship luôn rồi ha. Kép chùm 5 màu anh chị. Đang là hoa nghe chú quý của chú. Em lên cho mình mã 22. Tán là 58, chiều cao là 84, hoành là hoành 17. Mã 22 em xin giao lưu 350 ha của chú anh chị.
Ok, tím bướm luôn. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi. Em lên mình mã 23. Cẩm thạch nhiều màu. Sáng là 64. Chiều cao là 84. Hoành là hoành 14 ha cô chú anh chị. Mã 23 em xin vô lưu là 308 ha. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Cẩm thạch 4 màu anh chị em. Siêu bông. Em lên mã 24 là mã cuối clip ha cô chú anh chị. Ok, rượu vang à. Tán là 68. Chiều cao là 91. Hoành là hoành 14. Mã 24 em xin vô lưu là 350 ha cô chú anh chị. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Đang chấm búp luôn chị em, rượu vang. 350 cho mã số 4. Thì cuối clip em xin kính chúc quý cô chú anh chị làm việc một ngày thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe. Hẹn quý cô chú anh chị vào những clip tiếp theo, em xin kính chào ha. Rồi, hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo nha mọi người nha.